Cái xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bài mùa nền để các bạn câu cá, trôi, chép, phi vào trong cái mùa này nha các bạn. Hiện tại bây giờ là trời cũng vừa nắng mà vừa lạnh, thì nước cũng đang dần dần cạn xuống rồi. Thì lâu nay mình chưa có ra cái video nào để mà làm mồi và đi câu hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm mồi lại một bài mồi gọi là cái mồi thô u chua. Mồi này để tránh được cá con nó phá mồi. Thì dạo gần đây mình có đi câu, mình thấy là tỷ lệ cá con ở ngoài hồ tự nhiên nhiều quá rồi, nên cá lớn nó chưa kịp chú ăn thì cá con nó đã ăn trước rồi. Thì mình muốn làm một cái video để mình đi câu và đi trải nghiệm thử cái mồi này, xem thử coi cái mồi này nó có hiệu quả với lại cái mồi này hay không đó. Rồi, ok, thì bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha. Đầu tiên các bạn cho mình một cái thao rất là to như thế này nha các bạn. Ok, đây là cám bắp với lại bắp bể 3 bể 4 nha các bạn. Mình đã trộn chung được như thế này. Đây là có 2 kg bắp, cám bắp và khoảng chừng từ hơn nửa ký bắp hạt bể 3 bể 4 nha các bạn. Cái này các bạn trộn đều lên, đổ ra ngoài thao, tùy theo số lượng các bạn muốn câu nhiều hay là câu ít, muốn làm nhiều hay là ít nha các bạn. Giờ mình đổ ra thao nha. Đây, sẽ làm khoảng nửa bịch đi, sợ làm nhiều quá câu hết các bạn. Đó, đánh 6 cần lăn C, 5-6 cần lăn C. Cái này là mồi này nè, chuyên dùng. Còn đây là bắp hạt, bắp hạt khô luôn, chứ không có bắp hạt tươi nữa. Có con với hồ nhiên nhiều lắm, mặt khô luôn nha các bạn. Đổ ra. Đây con mồi, lần này là mình sẽ có một con mồi hạt rất là nhiều nha các bạn. Rồi, 2 kg mình sẽ cho vô đây 1 kg, trừ lại 1 kg để mình làm cái phần mình làm lần đợt sau mình công mình phải làm tiếp. Ok. Còn đây là cám chim. Cám chim còn gọi là cám trứng nha các bạn. Đây, cám chim, cám trứng. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ cái 2 gói cám chim này vô trong cái hỗn hợp này. Đây, 2 gói nha các bạn, 2 gói cắm chim. Các bạn cho 2-3 gói cắm chim là tốt nha. Mình thì mình cho 2 gói thôi, thích thì mình cho 3 gói cũng được. Cắm chim nó có hương vị đã lắm, bạn ủ nó chua chua lên rồi á, cái mùi vị nó ngon lắm, ok lắm, cá thích lắm. Mình câu hoài. Đó, 2 gói. Ok. Bây giờ mình sẽ ché cái phần nước. Rồi, giờ mình sẽ trộn tay, trộn cho nó đều lên đi đã. Trộn đều nè. Thơm lắm các bạn nè, cái cánh chim nó thơm lắm. Mà ngủ chua lên rồi, nó có mùi vị thơm ăn hăng đã lắm. Đấy. Mồi bao thô luôn nha các bạn. Ở trong kia mình có ủ một ít bắp nhưng mà chưa lên mầm đâu, mình mới ngâm nước ha. Mình ngâm ra đây tới thứ bảy á, chiều 7 mình ra mình câu được rồi, không cần lên mầm nha các bạn, để nguyên hạt luôn, tránh cá con nó phá mồi. Cá con phá mồi kinh khủng lắm. Đây là nước đun sôi nha các bạn, mình chế vào. Nói chung lại là mình không cần phải chế nước sôi này nhiều, cho nó vừa thấm thôi là ok. Một ấm nước này là ok nè. Rồi, xong, ấm nước. Giờ mình sẽ đi kiếm một cái giá trộn đều lên nha các bạn. Ok, mình mới kiếm được một cái giá nè, mình sẽ trộn nó đều đều lên. Đây. Thấm hết gia vị rồi các bạn nè. Bao ngon. Mồi này chống cá con phá rất là tốt. Mình coi mình trải nghiệm nhiều lần rồi. Cái mồi này các bạn làm và đánh mùa nắng ok lắm. Tại vì mình đánh mùa nắng mùa này nó ngon, cá lớn vô ổ nhanh, hiệu quả cao, săn cá cũ dưới hồ tốt, rất tốt, tự nhiên cũng tốt, rất tốt nha các bạn.
mình sẽ làm mà mồi cho nó ướt ướt nha các bạn, nó hơi tơi tơi khô khô ướt ướt nha, chứ không làm cái mồi khô nha, tại vì hôm nay mới là ngày thứ tư thôi. Thứ tư của ta, tư thứ năm ta. Hôm nay thứ tư thôi, ngày mai mới thứ năm mà. Chưa đâu. Hôm nay ngày mùng 6 à. Ngày mai là ngày mùng 7 là thứ năm. Ngày mùng 8 là thứ sáu. Đó. Thứ bảy mình đi câu, chiều 7 ra ca mình đi câu. Thế mà đi về là mình phải cần mình đi câu luôn á, đi câu tới chiều Nhật. Mình sẽ dùng mồi này để mình xả ổ, quăng một xả cho các cá nhỏ dưới hồ nó ăn, nó ăn hết đi, nó ăn bớt, nó ăn no đã đi. Để dụ cá lớn nó tới. Đó, chứ giờ có con nhiều quá mà các bạn cứ lấy cái mồi bằng câu luôn, không xả cho nó ăn thì xuống nó phá kinh khủng lắm các bạn nè. Mình không thích cái vụ đó. Ok, đã xong. Bây giờ sẽ cho nguyên liệu tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô trong đây khoảng cái chừng... Đây là trứng vịt nha. Hôm nay thì tiết lạnh rồi, mình sẽ cho 4 quả trứng vịt luôn. Càng tanh càng tốt. Ok. Cho 4 giả quả vô trong đây luôn nha các bạn. Này các bạn dễ thấy nè. 1 quả nè. 2 quả nè. 3 quả nè. Rồi ok, 4 quả. Hồi nãy vô mình vô ở trong bếp á các bạn, mình mới sưu tầm được 3 ống dầu chuối. Dầu chuối hương vị của trái cây. Đây, 3 ống còn nguyên cả nước luôn nha các bạn nha. Mình cho hết cho trong đây luôn, 3 ống dầu chuối nha. 1 ống nè. 2 ống nè. Ok, 3 ống dầu chuối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn đều lên nha. Đợt này trộn đều là mình trộn bằng tay, tại vì từ nãy giờ nó cũng nguội rồi. Mồi này là mồi khá là tơi luôn, khá là thô luôn, nhưng mà độ kết dính của nó ok nha, vừa phải nha, không quá cao cũng không quá ít. Tha hồ cho các bạn quăng 80-90 mét vẫn ok, không bị bể mồi. Mình thì mình dùng cái máy, mình mới dùng cái máy IO cối nông 9000 các bạn. Mình quất một phát khoảng 90 mét đó các bạn, rất là xa luôn, vậy mà vẫn còn có con. Mình quyết định là mình sẽ dùng cái mồi này mình xả ổ ở dưới để dụ cá to ở ngoài xa đó vô, ngoài giữa hồ các bạn, nhát lắm, nước cạn á, nước cái giờ nó không có lên á, cá nó không chịu vô bờ, nên mình phải dùng tuyệt chiêu đó, với là xả mồi như ổ, dụ cá lớn ngoài khơi nó vô. Chỉ có cách đó nó bắt được cá lớn thôi, hên xui thôi, chứ bây giờ mà quăng mồi ra muốn đòi mà dính được cá lớn thì không có đâu, mơ đi. Hên lắm mà lâu con nó đi lạc bầy á, vô may lắm vô ăn được con một là hết rồi. Ok, mình còn nguyên liệu nữa, mình lấy cho mọi người xem. Đây các bạn, đây là nguyên liệu nha các bạn. Đây, mồi nền ủ chua. Mồi nền ủ chua này mình ủ được 2 tháng rồi, lên mùi cũng khá ok. Từ màu vàng nó trở qua cái màu vàng sậm rồi, chuẩn qua cái màu nâu rồi. Đó, càng chua càng tốt, càng ok. Các bạn nào mà có cái trứng vịt ung á các bạn, càng tốt nha. Hạt thóc mầm này càng tốt nha. Thóc mầm mồi các bạn nó chua chua thối thối càng tốt nha các bạn. Mặc dù là nó hơi khó chịu một tí thôi, các bạn cố gắng, nhưng mà cái mồi đó là hiệu quả nhất để các bạn săn cá khủng. Mình đã săn cái mồi đó lên được cái chép 6 kg mốt và rất nhiều cá trôi rất là to từ cái mồi đó. Các bạn cùng với mình trải nghiệm nha. Giờ mình sẽ cho vô trong đây khoảng cái chừng 1-2 kg mồi nền. Tại vì chỉ có như vậy là đến ngày thứ bảy á, mình mới có mồi chua, nên cái mồi chua thơm đặc biệt mới đi câu được. Chứ bây giờ mà không có mồi nền này cho vô đây á, thì các bạn ủ phải 2 tuần nữa, hơn 1 tuần nữa mới có mồi đi câu. Đó, đây mình còn ít cái mồi nền, mình sẽ cho vô trong đây luôn. Đó, khoảng 1,5 kg nha các bạn. Xong rồi mình sẽ trộn đều lên, trộn chung vô trong cái hỗn hợp này với nhau luôn. Đó,
Đây. Trộn đều lên là ok nha các bạn. Đi câu với cái mồi này á, mình sẽ trộn với lại cái cám nền tổng hợp của mình nha các bạn. Trộn khi đi câu ra ngoài á, cho một ít cái cám nền tổng hợp vô trong cái hộp này và trộn đều lên, cho là bóp mồi vô câu thôi. Đó, đơn giản như vậy thôi. Không cần nhiều. Dạo gần đây công việc mình đi làm công việc nó áp lực quá các bạn nha. Đi làm về mắc mỡ không nổi luôn. Không nên không có sức khỏe, nhiều thời gian để mà làm những cái video hay mới lên cho mọi người xem. Có khi cả gần cả tháng luôn mình mới ra được một cái video. Rất là buồn luôn các bạn à. Dạo này kênh của mình nó tụt dốc rồi các bạn, nó xuống nhiều lắm rồi á. À, rất mong mọi người ủng hộ những gì mình đã đang làm nha các bạn. Ok, mồi chúng ta đã xong rồi các bạn. Các bạn kiếm một cái bao hoặc là một cái bịch bóng, bịch một cái bao gì đó, các bạn lấy cái bịch bỏ cho nó vô, bằng buộc nó lại. Khi có một cái bịch kìa, là mình bỏ luôn cho mọi người xem để tránh mọi người nói là ôi, ủ này bằng cái gì ha, ủ như thế nào á, có buộc kính hay bộ lạnh hay gì không, hay là gì đó, thì mình sẽ làm luôn cho mọi người xem luôn nha các bạn. Đây các bạn, một cái bịch rất to khổng lồ luôn. Sẽ đổ hết tất cả những thứ này vô trong con bịch này luôn. Đây, mọi người dễ thấy nè. À, sẽ đổ hết đây luôn. Đây, nhiều quá bưng, nhiều quá đổ nó ra. Nó cho hết vô trong bịch bự ra luôn. Gia tài thì mình coi được mỗi bịch này là to nhất thôi. Bây giờ kiếm bịch hơn to hơn nữa không có đâu. Đó. Ok chưa? Từ A đến Z luôn. Tránh nên chàng mấy bạn không biết cách làm. Và ủ làm xong rồi ủ như thế nào. Rồi cái ấy như ra sao thì đây. Mình làm luôn, một thể luôn. Cho mọi người khỏi phải ý kiến, khỏi phải thắc mắc, khỏi phải suy nghĩ làm sao không có đầu có đuôi gì đó à. Làm video ra, làm cách làm là không làm cách bảo quản, cách ủ này kia đồ. Đây, ok, có hết luôn tất cả các bạn luôn. Đây các bạn, đây tầm khoảng chừng hơn 5-6 kg mồi nha các bạn. Đấy, như vậy chúng ta đã có ngay một cái mồi để chúng ta đi câu cá rồi. Mồi này các bạn mình sẽ ủ tới chiều thứ bảy bắt đầu mình câu. Câu hết cái mồi này để về nha các bạn. Mà chờ câu hết cái mồi này lâu lắm các bạn à. Mình câu 6 cây chắc lâu câu hết lắm. À các bạn, nói chung lại là buộc không cực kính nha các bạn. Buộc cho để cho nó hở ra. Nó hở ra, nó thoáng ra nó mới chua được. Mà các bạn buộc kín quá nó không có chua được. Đó, buộc cơ sơ thôi. Đó. Ok đây. Có mồi các bạn, có cá các bạn. Ok các bạn, mình đây các bạn. Nói chung lại là hiện tại bây giờ cũng 5 giờ rồi. Thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người xong một cái bài mồi nền ủ chua trên câu cá trôi chép trôi phi hiệu quả dễ làm. Và nếu các bạn yêu thích cái video này thì hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.